Vâng, chào mừng các bạn, chúng ta đang cùng có mặt trên sân vận động U6 U8 Sport Park để theo dõi trận đấu giao hữu trong buổi chiều ngày hôm nay giữa đội bóng Đại Phú Thành và các thủ Tân Mộc Việt. Trong trận đấu ngày hôm nay thì các thủ Đại Phú Thành là những người ra sân với bộ trang phục màu xanh đen và đang bảo vệ bên phía tay phải của chúng ta. Trong đó phần sân đối diện là phần sân của các thủ đội bóng Tân Mộc Việt. Elvis Phước đang là cầu thủ đá thấp nhất trong hệ thống phòng ngự của các thủ Đại Phú Thành. Đang là sự chủ động đến từ cao thủ Đại Phú Thành từ đầu trận đấu giờ. Họ đang gây được áp lực. Cú đá gây không được. Vẫn đang là sự chủ động đến từ cao thủ Đại Phú Thành. Và người vừa tung ra cú đá vừa rồi đó là Trần Quang. Cơ hội dành cho cao thủ Tân Mộc Việt. Cơ hội dứt điểm không được. Khá đáng tiếc đó là một sai lầm của Elvis Phương. Và suýt chút nữa đã có cơ hội dành cho Tân Mộc Việt. Trận pha. Cơ hội. Cơ hội cho Phạm Quân. Cơ hội không vào. Quá đáng tiếc dành cho các thủ đội bóng Tân Mộc Việt. Một pha thoát xuống rất nhanh của Phạm Quân. Và đó là một lời cảnh báo của cầu thủ mang áo số 18. Đại gia mới nổi trong đành nội thất tạo ra về phía ông thành của thông CR7. Cú đá ngay không được. Đó là tình huống dứt điểm rất bất ngờ của đội trưởng Nhân Hoàn. Rất may đó là pha bóng mà thông CR7 đã có được sự tập trung của mình. Trong những khoảng thời gian đầu của trận đấu, các cầu thủ Đại Phú Thành là những người có được một thế trận tốt hơn, chủ động hơn. Nhưng những đội ngon ăn lại đang thuộc về các thủ áo đỏ của Tân Mộc Việt. Cơ hội! Cơ hội! Quả vợp rất kịp nhàng để áp sát khung thành của các thủ Tân Mộc Việt. Nhưng cú đá chân là quá mạnh của Dũng NT. Nhân Hoàn. Thế trận giằng co. Một thế trận mà chúng... Cơ hội! Đây rồi! Không được! Đánh đâu! Không được! Quá đáng tiếc dành cho các thủ Tân Mộc Việt. Có lẽ lúc này cầu thủ nào của Tân Mộc Việt ghi bàn thắng đầu tiên. Không sẽ đâu vậy. Điều chuyển non. Cơ hội, cơ hội, không vào. Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho các cầu thủ của đội bóng Tân Mộc Việt. Hơn 20 phút của hiệp đấu đầu tiên rồi. Hiệp C3, cú đá của hiệp C3. Hút bóng, không vào. Quá đẹp dành cho các cầu thủ Đại Phú Thành. Một pha bóng mà khiến cho khung thành của các cầu thủ Tân Mộc Việt đã rung chuyển thực sự trong pha bóng vừa rồi. Cú đá chân quá mạnh và đầy uy lực của Dũng NT. Nếu như... Nhưng điều quan trọng nhất... Cú đá tầm xa không được. Phạt pressing hay, cơ hội không được. Nhưng dù có một trận đấu hay đến bao nhiêu, như chúng ta vẫn thường nghe trứng rán thì cần mỡ, bắp thì cần bơ. Một trận đấu hay thì cần phải có bàn thắng cơ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cơ hội đây rồi. Cơ hội không vào. Nó vẫn đang có một cái gì đó níu chân của các cầu thủ của cả đôi bên lại. Ai sẽ là người mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay đây? Cơ hội Nhân Hoàn. Cơ hội không vào. Vẫn còn cuối cùng thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Tân Mộc Việt. Tưởng rằng bàn thắng đã không đến khi cú đá của Phạm Quân, cú đá của ông bảo bên phía các cầu thủ Tân Mộc Việt đã khiến cho khung thành rung chuyển. Cơ hội của anh khi bóng đã đến khung thành đã rộng mở, nhưng cầu thủ mang áo số 21 đó Lê Thắng đã nhanh hơn một nhịp. Sút bóng không được. Cú sút bóng rất đẳng cấp của Nhân Hoàn. Thì các cầu thủ của cú đá đây rồi. Đó là câu trả lời của cầu thủ Đại Phú Thành. Hiệp C3 là người đã có bàn thắng để quyết định tỷ số.
sau rất nhiều những cơ hội ngoan ăn của cả đôi bên. Phải đến phút thứ 30 của trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ của Tân Mộc Việt mới khai thông được thế bế tắc và ngay lập tức đó là câu trả lời đến từ Đại Vũ Thành và người ghi bàn quân bình tỷ số đó là Hiệp Seva. Hiệp Seva! Lại là cái tên số 3 Hiệp Seva. Ngay sau khi Hiệp Seva có bóng thì Thông Sơn 7 đã rất tin tưởng rằng sẽ có bàn thắng dành cho các cầu thủ Đại Vũ Thành. Anh đã gần như ăn mừng khi Hiệp Seva mới chỉ giảm bóng ở nhịp đầu tiên mà thôi. Và ngay lập tức cầu thủ mang áo số 3 cũng không khiến cho các đồng đội của mình phải bất ngờ, phải tiếc nuối. Và tỷ số được nâng lên thành 2-1 dành cho các cầu thủ Đại Vũ Thành. Đúng là phải khi các cầu thủ thông đồng. Vẫn đang là Hiệp Seva, căng ngang, cầu vào! Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho các thủ Tân Đại Thành. Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho Đại Vũ Thành trong pha bóng vừa rồi khi mà ba cầu thủ của các cầu thủ Đại Vũ Thành đã thoát xuống. Trước đó, Tài Lộc đã không thể có được bàn thắng cho mình, không thể có mang lộc về cho mình trong pha bóng vừa rồi. Và Trần Quang trong một tư thế rất trông trải, khung thành đã đông mở. Đường chuyền về hơi non Phạm Quân, đường chuyền hay. Nhân Hòa ra chân. Trận đấu giữa hai đội bóng Đại Phú Thành và các thủ Tân Mộc Việt. Hiệp đấu đầu tiên là một hiệp đấu mà hai đội bóng đã công hiến chúng ta một hiệp đấu cực kỳ chất lượng, một hiệp đấu mãn nhãn mà cả hai đội bóng tạo ra. Nhưng đáng tiếc chỉ có 3 bàn thắng được ghi. Nó quá ít so với những cơ hội mà các cầu thủ của cả đôi bên đã tạo ra. Chúng ta đang theo dõi trận đấu hiệp thi đấu thứ hai của cuộc nội chiến của anh em ngành cửa giữa Đại Phú Thành và các thủ tham dự thể thao để nâng cao sức khỏe với tên các thủ đoàn sức đầu. Nghe thông tin mà chúng tôi nghiêm Dê Nguyễn không còn được thi đấu cùng với anh em. Cơ hội như vậy đã có thắng quân bình tỷ số dành cho các thủ Tân Mộc Việt. Khi mà bước vào hiệp đấu thứ hai này, Đại Vũ Thành đang là những người có được sự chủ động hơn, có được một thế trận tốt hơn khi áp đảo. Nhưng bất ngờ một pha lên bóng nhanh và một tình huống phản công chất lượng mà các thủ Tân Mộc Việt tạo ra. Người ghi bàn dành cho các thủ Tân Mộc Việt đó là cầu thủ mang áo số 23 của đội bóng này. Hữu Thuận, bóng vẫn đang trong sân. Được chế pha, đường chuyền hay. Rất may đó là một pha bóng mà Vinh Percy đã kịp đưa cái chân của mình để khiến cho hai. Đây rồi! Một bàn thắng tuyệt vời, một pha solo quá đẳng cấp của Dương Minh Tê. Một tình huống đi bóng và solo, một cú đá trái vá, một cú đá khiến cho lưới của các thủ đã rung lên. Thực là tỷ số được nâng lên thành 3-2 và người ghi bàn đó là Dương Minh Tê, cầu thủ mang áo số 18. Đây sẽ là một tuyệt phẩm mà chúng ta đã còn chuyên ngưỡng đi chiêm ngưỡng lại rất nhiều lần với một pha bóng solo thực sự đẳng cấp và đẹp mắt. Minh Tuấn rất chống chạy. Nhân Hoàn, vẫn đang là Nhân Hoàn. Đấy đâu! Quá đáng tiếc dành cho các thủ Tân Mộc Việt trong pha bóng vừa rồi. Có vẻ như Nam Ấn đã chút kèo hơi mượt cho đó. Tình huống đánh đầu của anh đã bị trượt bóng một cách thực sự đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Hơn 10 phút đấu của hiệp 2 cũng đã trôi qua rồi. Và tỷ số đang là 3-2. Đường chuyền, không vào! Một ngày hội tập bắn xa ngang của các cầu thủ cả đôi bên. Tỷ số xa ngang đang được quân bình 2 đều. 4 tình huống, 4 pha bóng mà các cầu thủ đã nhắm tới xa ngang. Cú đá, Hiệp Seva! Quá đáng tiếc dành cho các thủ Tân Mộc Việt khi mà đội trưởng Hoàng Nhân Đoàn vừa bỏ lỡ cơ hội thì ngay lập tức pha bóng tiếp theo ở tình huống bóng phản công, các cầu thủ của đội bóng Đại Phú Thành đã có bàn thắng và hat-trick dành cho Hiệp Seva. Không biết là trong trận đấu ngày hôm nay khung thành của cả đôi bên có dán hình người yêu cũ của các cầu thủ hay không mà họ liên tục khiến cho khung thành. Và hai đội bóng đang có mặt ở trên sân và theo dõi qua fanpage của bóng đá phủ miền Tây để cổ vũ tinh thần dành cho các cầu thủ. Ở ngoài sân thì cũng đang có rất nhiều những hot girl của Nguyễn Hiền.
cơ hội đừng không chế bóng ấy. Trên bảy vẫn đang có được phong độ rất tốt và hy vọng rằng anh vẫn mang phong độ đó đến với cao thủ Tân Mộc Việt trong buổi tối ngày hôm nay để giúp cho cao thủ áo đỏ có được một thế trận tốt và có được những bàn thắng để san lấp cái biệt. Lại có thể ra chân, có thể ra chân, không được. Đó là cú đá đã bị cản lại bởi Phú Thành. Khi đi tham dự theo dõi những trận đấu của bóng đá buổi nhảy thì bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại đã phát minh ra rất nhiều những khái niệm về tiền đạo phòng. Hai Blue Sea, cơ hội cho Phú Thành, quay người Phú Thành, Phú Thành vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho tiền đạo mang áo số 11, một tư thế xoay lưng đương nhiên sẽ cần giao lưu học hỏi, đã là điều quá vui dành cho các cầu thủ của cả hai đội bóng. Thắng ACB được chuyển hay, đây rồi, sau những pha nhân nhứ của mình, thắng ACB đã có một đường chuyền rất bất ngờ, một đường chuyền khiến cho tất cả đã sững sờ. Và Vinh Percy là người cũng có một pha chạm bóng rất tinh tế và ngẫu hứng để rút ngắn tỷ số. Bàn thắng điểm 10 cho chất lượng trong đường pha chuyền bóng và tình huống dứt điểm của thắng ACB. Vinh Percy là người đã rút ngắn tỷ số, cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 21. Có hay, bây giờ chúng tôi đã cảnh báo về việc Phú Thành nếu như cứ tạo điều kiện dành cho cầu thủ mang áo số 11 thì cuối cùng anh cũng sẽ ghi bàn sớm hay muộn mà thôi. Và bây giờ Phú Thành đã làm được điều đó khi mà các cầu thủ đối phương có vẻ như đã lơ là ở những tình huống trước đó, có vẻ như đó là những động tác giả của Phú Thành để đánh lừa đối phương mà thôi, để đánh lừa hậu vệ đối phương. Phú Thành. Hiệp C3, dứt điểm không đâu. Rất bình tĩnh. Cánh phải đang khá trống trải, hai phố cửa. Đáy biên, hiệp C3. Phú Thành, ra chân. Quá nhịp nhàng và đúng bài của các cầu thủ Đại Phú Thành. Và vừa triển khai đóng nhịp nhàng từ phần sân nhà. Nhưng mà vừa tam giác ở đáy biên và sau đó là một cú ra chân không thể cản phá. Không có một động tác thừa nào trong pha bóng vừa rồi của Phú Thành cả. Khi mà các hậu vệ của đối phương tỏ ra lơ là với cầu thủ mang áo số 1, tiền đạo Phú Thành. Hải phố cửa. Cú đá của Hải phố cửa. Một cú đá chân quá quyết đoán và tự tin của Hải phố cửa. Những bàn thắng đang đến một cách dễ dàng hơn dành cho các thủ Đại Phú Thành. Và lúc này, sau khi ghi được 7 bàn thắng, sau khi có được 7 bàn thắng thì các thủ Đại Phú Thành đã có được 7 xị rồi. 7 xị sau khi trận đấu này kết thúc. Người đến với bóng đá với sự thành lập. Ôi! Bóng đòn xuyên đầu với tiêu chí giao lưu kết nối trở thành một nơi để cho anh em. Cơ hội dành cho Phú Thành, có hat trick hay không? Phú Thành hat trick dành cho cầu thủ mang áo số 11. Vâng, Phú Thành đã có được hat trick 8-3. Chúng tôi đã cảnh báo về việc Phú Thành cứ để cho anh thoải mái thì những bàn thắng sẽ đến, và bây giờ Phú Thành đã có được hat-trick. Có lẽ sau khi có được chiến thắng dọn dã, có được hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay thì tất cả chiến trận tối nay và thậm chí trong tuần này, cơ hội dành cho thắng ACB. Thắng ACB, một kiến tạo và một bàn thắng đang níu giữ lại những hy vọng dành cho các thủ Tân Mộc Việt trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số được rút ngắn nhưng nó vẫn đang ở một khoảng cách khá xa. Nhưng chắc chắn thắng ACB sẽ là người vui thầm trong lòng sau khi có được bàn thắng, và anh em đã ăn chay cả ngày rằm hôm nay rồi, tối về có thể ăn mặn được rồi. Minh Tuấn, bàn thắng thứ ba, bàn thắng thứ năm dành cho các cầu thủ Tân Mộc Việt. Một bàn thắng rất bất ngờ, một cú đá gây góc hẹp của đội trưởng không của cầu thủ mang áo số 68 Minh Tuấn đã giúp cho
Các thủ Tân Mộc Việt có được bàn thắng thứ 5 của trận đấu ngày hôm nay. Cách biệt đang chỉ còn 3 bàn mà thôi, 5-8. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu thứ hai này rồi. Cơ hội gần như không còn nhiều. Cơ hội gần như không còn nhiều dành cho các cầu thủ. Dũng là thi. Đó là dấu chấm hết cho trận đấu ngày hôm nay dành cho các cầu thủ Tân Mộc Việt khi mà Đại Phú Thành đã nâng tỷ số trận đấu lên thành 9-5. Cú đúp của cầu thủ mang áo số 18 Dũng với NT cùng với hai hat-trick. Vinh Percy cũng đã có hat-trick dành cho Vinh Percy trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu bùng nổ bàn thắng ở hiệp thi đấu thứ hai này. Hat-trick của cầu thủ mang áo số 21. 6-9, 15 bàn thắng đã được ghi, chỉ có 3 bàn thắng được ghi ở hiệp đấu đầu tiên. Vẫn còn, không được. Vâng, như vậy là tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên để kết thúc trận đấu giao hữu kịch tính, hấp dẫn và mãn nhãn.